tại chùa Thiền Quang Hai tổ chức lễ quý kỷ Ngài Pháp Lạc, kính lễ Ngài Pháp Thanh, rất là hoan hỷ. Hôm đó Ngài Pháp Thanh đã ưu ái nhờ cô Thanh Hoàng đem lên hai trái bưởi, đem lên hai trái bưởi để mà tặng cho chúng tôi. Món quà rất là đậm đà ý nghĩa ha. Sa thủ kính cảm ơn Ngài Pháp Thanh rất là nhiều ha. Dù ở Túc ở dưới ở bên Mỹ ở Mỹ Tho mà vẫn còn nhớ đến chúng tôi, gửi hai cái bưởi rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ Ngài đã đến với đạo tràng rồi, mời sĩ phần hoan hỷ thỉnh Pháp Sư ha. Alo, xin Pháp Nguồn, hôm nay đi trễ nè. Xin mấy ta thế rồi nha. Bây giờ coi như xin Pháp Nguồn lên thỉnh Pháp Sư. Dạ, xà thú. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đức Tọa Pháp Thành. Con bây giờ cũng đến giờ nghe Pháp, con xin thay mặt đạo tràng thỉnh Pháp Sư ạ. Ramma chaloka thipati sahampati katan chali anti warang ayachatha santi thasat tap parachek khachatika desse tu thammang Anukampi mang pa chang san tham ma pe ring vinayang cha ka yang su tang cha ban tham api tham ma cham mang ako ta yam to cha tu sek cha dan dang Bambo tha nay ye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày rời trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, và còn là kính thỉnh Sư Pháp Thành cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con xin đón mấy tên ngài để ngài thử mic rồi sau đó con sẽ đọc phần chính kinh ngày hôm nay ạ. Con kính chúc toàn thể đạo tràng buổi học pháp được an vui tấn long hóa. Dạ con xin kính dâng mic đến ngài Pháp Thành ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong cái phần tương ưng bộ kinh phẩm thứ hai, và cái bài số 2 là năm vua. Xin cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài cô Pháp Nguồn Lào Cai Quan Hỷ đọc phần chánh kinh. Sau đó thì sư sẽ giải thích, chia sẻ thêm để quý vị hiểu về cái lời dạy của Đức Phật trong câu Phật ngôn. Bây giờ xin mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con cảm ơn cô Như Quang đã cho bài. Dạ, con xin phép được đọc bài. Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya chương 3, tương ưng Kosala, phẩm thứ 2, năm vua. Chúa ở Savatthi một thời, năm
vị vua với vua Bá Xê Na Đí nước Cô Sa Lá là thượng thủ đang thọ hưởng được cung cấp và được gì đây ạ? Đành đây với năm dục công đức. Câu chuyện sau đây được khởi lên giữa các vị ấy. Dục lạc vào tối thượng. Dục lạc nào tối thượng? Ở đây có người nói sắc là dục tối thượng, có người nói tiếng là dục tối thượng, có người nói hương là dục tối thượng, có người nói vị là dục tối thượng, có người nói xúc là dục tối thượng. Và các vua ấy không thể thuyết phục nhau về vấn đề này. Rồi vua Bá Xê Na Đí nước Cô Sa Lá nói với các vua ấy: Chư tôn giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy. Thọ trì. Thưa vâng, tôn giả. Các vua ấy vâng đáp vua Bá Xê Na Đí nước Sa Lá. Rồi năm vua ấy với vua Bá Xê Na Đí nước Cô Sa Lá là thượng thủ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Bá Xê Na Đí nước Cô Sa Lá bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, năm vua chúng con đang thọ hưởng, được cung cấp, được đoanh vây với năm dục công đức. Câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Dục nào là tối thượng? Có người nói sắc là dục tối thượng, có người nói tiếng là dục tối thượng, có người nói hương là dục, có người nói vị là dục tối thượng, có người nói xúc là dục tối thượng. Bạch Thế Tôn, dục nào là tối thượng? Thưa Đại Vương, tùy theo cùng độ ưa thích của ta nói rằng dục ấy là tối thượng trong năm dục công đức. Và thưa Đại Vương, các sắc ấy đối với một số người được ưa thích, các sắc ấy đối với một số người không được ưa thích. Thưa Đại Vương, nếu một ai ưa thích đối với các sắc pháp, tâm ý, tâm viên ý mãn, không có muốn sắc pháp nào khác hơn, các sắc pháp nào tốt đẹp hơn các sắc pháp ấy, thời đối với vị này, các sắc ấy là tối thượng. Đối với vị này, các sắc pháp ấy là vô thượng. Thưa Đại Vương, các tiếng ấy, vân vân, các hương ấy, vân vân, các vị ấy, vân vân. Thưa Đại Vương, các xúc ấy đối với một số người được ưa thích, các xúc ấy đối với một số người không được ưa thích. Thưa Đại Vương, nếu một ai ưa thích đối với xúc pháp, tâm ý, tâm viên ý mãn, không có ý muốn các xúc pháp nào khác khởi hơn, các xúc pháp nào tốt hơn các xúc pháp ấy, thời đối với vị này, các xúc pháp ấy là tối thượng, các xúc pháp ấy là vô thượng. Lúc bấy giờ có cư sĩ Chan Đá Năng Gá Lý Cá đang ngồi trong hội chúng ấy. Rồi cư sĩ Chan Đá Năng Gá Lý Cá từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một tư tưởng lên nơi con. Bạch Thiện Thệ, một tư tưởng khởi lên nơi con. Thế Tôn nói: Này Chan Đá Nan Gá Lý Cá, hãy nói lên tư tưởng ấy. Rồi cư sĩ Chan Đá Nan Gá Lý Cá trước mặt Thế Tôn tán thán với một bài kệ thích nghi. Giống như hoa sen đỏ, nực thơm mùi hương dịu, sáng sớm tinh sương nở, với hương hoa ứ động, hãy xem ăn ghi lá, chói hào quang chiếu diệu, như mặt trời sáng chói giữa hư không bao la. Rồi năm vị vua ấy đắp năm áo lên trên mình cư sĩ Chan Đá Nan Gá Lý Cá. Nhưng cư sĩ Chan Đá Nan Gá Lý Cá năm áo ấy lên trên thân Thế Tôn. Dạ, phần chánh kinh đã chấm dứt ạ. Con xin kính dâng lễ đến Ngài để Ngài giảng bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, xa được. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá.
kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Hôm nay chúng ta học câu Phật ngôn nói về những cái các năm cái dục ở trong thế gian. Và trước khi vào cái phần giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi của thật là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo thương lương dược năng trị tâm bệnh của tất cả chúng sanh. Những ai thực hành theo đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thì cái nguyên nhân, cái câu chuyện khởi lên á, là do vua Pasenadi và có năm vị vua mấy vị này tranh luận về cái vấn đề mà cái gì là trong thế gian này, cái gì là tối thượng. Thì có người là nói là sắc dục là tối thượng, có người nói là cái mùi hương là tối thượng, có người lại nói là cái vị là tối thượng, có người nói xúc là tối thượng, có người nói là âm thanh là tối thượng ha. Thì chúng ta biết rằng trong cái thế gian này thì nó có năm cái mà nó làm cho chúng ta cái tâm của chúng ta nó bị dính mắc, xao động: sắc, thinh, vị, xúc. Thì tùy theo cái duyên nghiệp, cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh mà chúng sanh sẽ dính mắc vào một trong năm cái này. Những người mà có những cái đời sống dính mắc vào cái sắc thì những cái người này đó sẽ cho là cái sắc là tối thượng. Những người mà dính mắc vào cái âm thanh, những cái lậu hoặc tiềm miên trong nhiều đời nhiều kiếp, ví dụ như những cái trường hợp mà những cái người mà là nhạc sĩ đó, những người ca sĩ rồi đó, thì trong nhiều đời nhiều kiếp thì đối với họ là những cái tiếng đàn, giọng hát, những cái âm thanh du dương nó là tối thượng đó. Thì tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh mà mỗi chúng sanh sẽ cái lựa chọn một cái trần cảnh để mà đắm nhiễm vào đó. Thì chính vì những cái đắm nhiễm trong cái trần cảnh này nó mới đưa đến cái chấp thủ khổ đau. Đó, tại vì những cái người này sai đắm rồi muốn chiếm hữu
những cái giữ gìn chấp thủ dính mắc bám níu vào những cái trần cảnh này mà nó đưa đến cái khổ đau. Ví dụ cái trường hợp mà những cái người mà họ họ nghiện ngập cái á phiện, xì ke ma túy đó, là sao? Là gì á? Là họ muốn thỏa mãn, muốn thỏa mãn cái mà họ cho là cái tuyệt vời ha, cái trạng thái mà nó coi như cái tư tưởng mà nó tưởng tượng lên cảnh trời cảnh tiên, khi mà những cái chất gây nghiện đó nó được cung cấp đầy đủ thì cái tưởng nó vẽ vời ra như thế nào thì cái cảnh nó hiện ra như thế đó nha. Thì cái những cái người này nè say đắm đắm nhiễm bám níu theo những cái hư ảo, các cái cảnh này là hư ảo chứ không có thật nha. Nhưng mà rồi đeo bám mà chấp thủ dính mắc vào những cái cảnh này mà nó đưa đến cái khổ đau. Đó cũng vậy, những cái người mà họ nghiện nghiện rượu á thì sao? Họ thích thú cái trạng thái mà nó lơ nó lơ mơ thế này thế khác đó. Mà rồi á là cái con người nó rần nó nóng hay sao đó ha. Nó kích thích kích hoạt cái thân thể của người này. Thì chính vì người này muốn thỏa mãn những cái trạng thái đó mà những người này sử dụng cái men say. Nhưng mà đó, cái trong cái men này nó có cái chất độc mà nó vô nó đốt, nó thiêu đốt các cái tế bào ở trong thân thể, nhất là những cái tế bào não ha. Rồi sao? Rồi á các cái bộ phận cái gan á nó phải lọc, phải chuyển hóa, phải đào thải cái chất etylic này ra khỏi khỏi cái thân thể ha. Nhưng mà đó, những người này không biết cái đó là cái chất độc, cứ muốn thỏa mãn những cái thích thú của mình mà phía sau những cái thích thú này đó nó là một cái điều tai hại, nó tàn phá cơ thể, nó đem đến bệnh tật. Nhưng mà cái người này đó lúc đó đắm nhiễm say đắm với những cái đó thì họ không có nhận ra ha. Họ nhận ra cái sự tai hại của các cái chất độc hại ở trong rượu, cho đến khi mà cái gan nó bị sơ cứng ha, nó bị ung thư rồi, nó có nhiều vấn đề ở trong cái cơ thể nó xảy ra ha. Thì lúc đó thì họ bắt đầu họ đau khổ bởi vì phải vô nằm trong bệnh viện, phải tốn tiền rồi thời gian điều trị đủ thứ chuyện hết á. Rồi sao? Rồi có thể nguy hại đến cả cái tính mạng nữa. Nhưng mà lúc đó họ đau khổ thì cũng muộn màng rồi ha. Tại vì sao? Tại vì vô minh duyên hành, chính vì vô minh không thấy cái sự tai hại cho nên là cái càng càng muốn thỏa mãn những cái tham muốn dính mắc của bản thân ha. Cho nên là những cái người này không ngừng chìm đắm ở trong những cái trần cảnh đó. Thì Đức Phật nói cái dục trần á nó vui ít nhưng mà nó khổ nhiều. Các cái năm cái dục này, cái dục nào á nếu mà chúng ta dính mắc thì cũng đưa đến khổ đau đó. Ví dụ như những cái người mà họ đi đi câu cá,
thì họ mỗi cái loại cá nó có cái thích một cái loại mồi. À, cái người mà chuyên nghiệp về cái nghề mà câu cá này, họ biết cách thích, à họ dùng đúng những cái loại mồi mà cái loại cá đó thích đó, thì họ sẽ sử dụng cái mồi đó để mới bắt, mới câu, mới bắt được cá. À, thì cũng vậy đó. À, Ma Dương nó cũng rất là hay, nó biết những chúng sanh nào thích thú với những cái trần cảnh nào thì nó sẽ đưa những cái trần cảnh nó ra để gì? Để dụ dỗ các chúng sanh đó mắc vào cái bẫy của Ma Dương. Thì khi mà bị mắc bẫy rồi đó, nó mới điều khiển được, thấy không? Thì thấy những cái người mà những cái người mà đi săn á, những người thợ rừng mà họ đi săn khỉ rồi ha, thì sao? Họ biết những con khỉ thì nó thích cái gì? Thích chuối nè, thích những cái trái cây chín nha. Cái bắt đầu cái họ đương cái bẫy, đương cái bẫy bằng cái dây mây cột vào cái cọc cho thiệt chắc. Cái bắt đầu họ để những cái trái chuối chín, những cái trái mà có mùi thơm, ổi chín rồi chẳng hạn, rồi để anh khỉ anh nhìn thấy cái trái chuối, trái ổi, những cái vật, những cái trái cây mà nó thích, bắt đầu sao ảnh mới thò tay vô để nắm lấy những cái trái chuối, trái ổi này, nó kích thích mà cái mùi hương rồi kia nọ, nó kích thích, nó làm cho cái sự thèm muốn cái những cái loại trái cây này mà muốn đi cái tai hại của cái bẫy. Cho nên lúc đó là thò tay vô rồi thì mắc bẫy. Mắc bẫy thì lúc đó đó những cái người thợ rừng ta mới, những cái người mà đi săn thú người ta mới bắt, ta bắt về để ta bán ta cho những cái đoàn xiếc nó huấn luyện, nó làm trò vui ha. Hoặc là con nào ấy thì nó họ làm thịt, họ bán cái nồi đó. Thì lúc đó là phải chịu cái sự khổ đau của điều khiển của cái người săn thú. Thì cũng giống như chúng ta đó, nếu mà chúng ta cứ chạy theo đắm nhiễm vào cái trần cảnh thì chúng ta cũng sẽ bị Ma Dương nó điều khiển giống như vậy đó. Cho nên chúng ta phải thức tỉnh. Đó. Thì Đức Phật nói cái khi mà trong cái đời sống này đó, những cái trần cảnh ngoài đó là giống gì? Giống như những cái giọt mật mà nó nằm ở trên cái lưỡi kiếm sắc bén vậy đó. Thấy không? Những cái giọt mật này quả hoàng nó nhỏ xuống nhưng mà ở trên cái lưỡi kiếm. Thấy không? Mà mình thấy cái giọt mật mà mình thấy không thấy cái sự sắc bén của cái lưỡi kiếm. Khi mà mình liếm cái giọt mật đó thì sao? Thì mình sẽ bị thương, bị chảy máu, bị nó làm cho khổ đau tai hại, thấy không? Cho nên đó là dục trần á, là khi mà chúng ta nhiễm đắm, bám níu, dính mắc, thì nó sẽ đem đến cái khổ đau. Mà con người chúng ta đó, những chúng sanh phàm phu á, thì nó rất là lạ. Quý vị thấy cái mùi hương đó đâu phải là chỉ có những cái mùi thơm không mà họ đắm nhiễm đâu. Cái mùi hôi á mà họ cũng tò mò muốn tìm hiểu, thấy không? Quý vị thấy trong thế gian đâu phải là tất cả những cái bông hoa ở thế gian này nó đều thơm hết đâu, thấy không? Có cái bông hoa gọi là bông hoa sắc thối, mấy năm nó mới nở một lần, mà vậy đó
mà ta vẫn mua mua vé, mua mua mua, mua cái vé là rất là mắc chứ không phải ấy đâu, à để vô trong cái nhà kính đó, đó. À, để biết được cái mùi thối nó như thế nào, không? Chứ còn những cái người mà họ làm ở ở trong những cái nhà hoàng, những cái nhà xác, à, những người làm ở trong những cái hãng nước mắm rồi chẳng hạn, không? À, những cái người mà làm trong cái công ty nhà máy cao su rồi đó, thì những cái người này họ nghe cái mùi này là họ kinh tởm dữ lắm rồi. Nhưng mà vì cái nghề nghiệp, vì cái duyên nghiệp, cái đồng tiền, à, à, họ phải 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 tiếp xúc với cái mùi này. À, có những lần á, tình cờ mà quý vị mà đi ngang qua những cái khu mà nó sản xuất chế tạo ba cái mũ cao su á, những cái nhà máy mà nó xử lý các cái mũ cao su ở ở các cái đồn điền rồi nông trường đó, đem về xử lý những cái cao su tươi này, rồi họ sơ chế để mới đóng gói mới đi xuất khẩu được. Quý vị biết ha, đi ngang qua cái những cái nhà máy mà chế biến mũ cao su này ha, cái mùi nó kinh tởm thế nào. Nhưng mà sao những cái mùi mà công nhân, à, rồi nhà máy, cái nhà, những cái nhà máy cao su này đó, người ta ở đầy xung quanh gần cái nhà máy đó, nhưng mà vì cái duyên nghiệp, duyên nghiệp của những chúng sanh này, họ hằng ngày họ tiếp xúc, họ ở gần cái đó rồi nó quen rồi, thấy không? Cho nên họ không cảm thấy gì đó. Đó, hay là những cái làng chài, những cái làng chài lưới, những cái bến, những cái bến thuyền rồi đó, à, hằng ngày những cái chiếc thuyền nó đi đánh cá ở ở ngoài biển, ở trên sông, rồi cái bắt đầu họ tập trung tới giờ họ đem về đó họ buôn bán, ha, à, những cái ngư cụ mà nó dính những cái mùi tanh của cá, ha, à, rồi khi mà những con cá họ đem về cái bến đó, đem lên họ buôn bán. Nhưng mà những chúng sanh này tiếp xúc hàng ngày hàng ngày hàng ngày đi thấy cái chuyện đó là bình thường, à, nhưng mà những cái người khác đó, à, đến thì những cái người này không chịu nổi. Ví dụ những cái người mà họ làm ở trong cái xưởng nước hoa đó, họ tiếp xúc với cái mùi hương của cái nước hoa đó, à, những cái hương liệu ở trong cái hãng, à, chế tạo các cái, à, dầu gội, à, những cái đồ để mà phục vụ cho cái sự trang sức rồi đó, mùi thơm rồi đó, đó. Nó cũng quen rồi, cho nên là đối với những cái người này là nó cái đó nó bình thường, không? Đó, cho nên là những chúng sanh mà nó thích những cái lạ, à, đó, hồi đó giờ họ ở họ không có ngửi được cái mùi hôi, à, họ thắc mắc, họ tò mò, cho nên mà khi mà nghe có cái hoa sắc thối, không, y như là cái mùi sắc chết vậy đó, nhưng mà họ tò mò, họ muốn biết được cái mùi đó ra như thế nào, không, họ bỏ tiền ra họ mua vé để mà họ vô họ ngửi, không, đó. Còn những cái người mà ghiền nước hoa, ghiền những cái mùi thơm, thì nếu mà không có cái nước hoa đó để mà họ sức lên á, thì họ rất là khổ đau, à, bởi vậy á, mỗi người á, nó lại có nhiễm đắm một cái mùi khác nhau. Thì khi mà cái người nào mà nhiễm đắm á, một trong năm cái ngũ trần này á, thì họ cho cái là cao tột nhất, ha, cái người mà thích nhìn những cái cảnh đẹp, ha, thì khi thấy những cái người mẫu, siêu người mẫu,
minh tinh điện ảnh rồi nè ha, ha. À, những cái hot boy hot girl rồi ha, thì người ta thích nhìn những cái dung sắc, à, những cái cảnh đẹp, à, những cái người mà đẹp thế này thế kia thì họ đắm nhiễm vô vô cái sắc bên ngoài ha. À, những người thì thích gì, cái âm thanh, à, âm thanh ha, âm thanh du dương thế này thế kia, nhưng mà cũng có những người mà họ thích những cái âm thanh đó, nó chát chúa kia, nó đủ thứ chuyện đó, à, nó lạ vậy đó. À, rồi những cái người mà thích về cái vị, à, cái vị mà ngọt ngào rồi kia nọ, nhưng mà không phải là những cái vị ngọt ngào không, mà họ thích những cái vị mà đắng cay, à, à, những cái vị đó hợp với họ thì họ ăn những cái, họ thưởng thức những cái vị đó nó mới ngon, không? À, rồi những mà thích cái mùi, à, cái mùi à, thơm cũng có, mà những cái mùi hôi cũng có, không? Trời ơi, có người mà nghe tới cái mùi mắm nó sợ gần chết, nhưng mà có những người lại thích, à, thích nêm nếm những cái mắm này vô trong cái thức ăn có cái mùi vậy nó mới ngon, à, thành ra đó, thành ra mỗi chúng sanh nó đắm nhiễm mỗi cái sắc trần, và cho là cái sắc trần đó là cao tột nhất, à, thành ra đó, thành ra họ mới cãi giả nhau đó. Nhưng mà sự thật ra đó, cái sắc trần, cái trần cảnh đó, nó không có bền vững, à, mà chính vì chúng sanh mê đắm nhiễm rồi chạy theo cái trần cảnh đó, à, nó mới đem đến cái khổ đau, à, đó. Thành ra chính vì những cái trần cảnh bên ngoài nó khiến cho chúng sanh đó, mê đắm, sanh ra cái gì, sanh ra cái dục thủ, à, mà chính vì cái dục thủ này đó, sự bám níu, à, dính mắc, à, tầm cầu, mà nó mới đưa đến cái phiền não, cái khổ đau đó. Cho nên đó là, à, khi mà chúng ta có sự hiểu biết, có sự tu tập thì chúng ta rời bỏ, à, tại vì khi mà chúng ta đắm nhiễm theo cái trần cảnh ngoài, nó không có đem đến cái lợi ích gì hết ha. Nó chỉ thỏa mãn trong một giây phút thôi, nhưng mà rồi làm cho chúng ta khổ đau, à, rất là lâu dài, à, cho nên chúng ta phải thấy rằng cái sự tai hại, Đức Phật nói vậy, cái trần cảnh nó có vị ngọt, nhưng mà cái vị ngọt của nó không có bền vững, mà cái hậu quả khổ đau lâu dài nó mới đem đến cái tai hại, à, trong nhiều đời nhiều kiếp, à, thì vì để thỏa mãn các căn, à, cho nên á, chúng sanh mới nhiễm đắm chạy theo tầm cầu, à, các cái trần cảnh bên ngoài, à, đó, từ đó mà gây ra rất 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 nhiều cái hậu quả khổ đau, đúng không? À, bây giờ quý vị thấy xã hội có nhiều cái vụ án hết sức là đơn giản. Cái nhà bên kia nó có tiệc tùng, hát karaoke, đúng không? Thật là to. À, nhà bên này thì nó không chịu. À, nhà bên này thì nó nghe những cái âm thanh chát chúa nó chịu không nổi, qua nó nói chuyện đàng hoàng, nó là thôi mở vừa phải thôi, à, đừng có làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà mấy anh này có rượu vô rồi thì đâu có chấp nhận, không? Đó, lời qua tiếng lại, cự cãi, hồi xảy ra án mạng, tôi phải khổ không? Đó, một đàn thì chấp thủ vào những cái âm thanh,
tiếng nhạc sập sình rồi kia nọ. Một đàn thì không chấp nhận cái những cái âm thanh mà nó to lớn quá, nó chát chúa quá, không? Mà bắt đầu từ hai cái thủ rồi á, xảy ra cái quan trái, cái phiền não khổ đau, không? Mà một đàn thì tổ chức đám ma, còn một người thì phải đi vào tù đó, không? Thành ra đó, thành ra chúng ta thấy rằng những cái khi mà chúng ta đắm nhiễm, dính mắc, bám níu vào bất cứ một cái trần cảnh nào thì nó cũng sẽ đem đến cái điều nguy hại khổ đau. Cho nên Đức Phật nói những cái trần cảnh nó vui ít mà khổ nhiều. Chúng ta chỉ thỏa mãn các căn trong chốc lát thôi, nhưng mà hậu quả nó khôn lường. Cho nên đó là chúng ta phải phải hiểu như vậy để mà chúng ta thoát khỏi ra những cái dính mắc đắm nhiễm trong cái trần cảnh. Đó, thành ra cái vị mà chanh đó Mangala Rika đó đã nói lên cái câu kệ giống như hoa sen đỏ nực thơm mùi hương diệu, sáng sớm tinh sương nở với hương hoa ứ động, hãy xem ghi ra chói hào quang chiếu diệu như mặt trời sáng chói giữa hư không bao la. Thì quý vị biết rằng cái hoa sen thì nó từ ở trong những cái bùn những mà nó sinh trưởng ra, nhưng mà lần hồi á là những cái ngó này nè nó cấu tạo thành cái búp sen. Những cái búp này á nó từ trong bụng lần hồi nó vượt thoát ra nó ở trong cái nước ha, rồi từ cái nước mà nó phát triển lần mà nó vượt thoát ra khỏi nước để nó hưởng cái ánh sáng, cái ánh nắng mặt trời, và từ đó đó nó phát triển để nó bừng nở đó. Thì chúng sanh vậy, những cái người mà phàm nhân ấy, lúc đầu á là sao, giống như những cái búp sen mà nó còn những cái ngó mà nó còn ẩn tàng ở ở sâu trong bùn vậy. Những chúng sanh phàm phu chạy theo dính mắc đắm nhiễm với trần cảnh giống như cái sen, cái ngó sen mà nó còn ở trong bùn vậy đó. Rồi khi mà có được cái sự tìm hiểu học hỏi, lần hồi chúng ta thoát ra nhưng mà mình cũng còn nhưng mà nó giảm thiểu đi, giống như cái ngó sen mà, cái búp sen mà nó ở trong nước vậy nè, ở trong nước vậy. Cho đến khi nào mà cái tâm của chúng ta có sự tu tập, trí tuệ chúng ta phát triển mạnh mẽ, chúng ta vượt thoát ra tất cả những cái ngũ trần, thì giống như là cái búp sen mà nó đã vượt thoát ra khỏi cái làn nước, nó hưởng cái ánh sáng, ánh nắng mặt trời, đến một ngày nào đó nó đầy đủ cái duyên lành thì nó sẽ bừng nở tỏa hương thơm. Đó, thành ra từng bước chúng ta phải thấy rằng những cái ngũ trần nó bao quanh chúng ta giống như là cái bùn nhơ đó. Lần hồi mình phải từ bỏ, mình vượt thoát ra, mình vượt thoát ra để giảm thiểu những cái dính mắc, mình sống trong cái vùng nước nước trong, còn thay vì hồi đó là mình nhiễm đắm, mình chấp thủ giống như ở trong bùn nhơ tăm tối, hôi hám, đến khi mà
mình gạn bỏ, mình thanh lọc được, thì mình ở trong cái vùng nước trong nó cũng tương đối là an ổn hơn, ít khổ đau hơn. Cho đến khi nào mà chúng ta đã tận trừ được tất cả, vượt thoát ra sự đeo bám dính mắc của trần cảnh, thì giống như cái hoa sen đã vượt thoát khỏi cái làn nước để vươn mình lên trên hưởng cái ánh nắng và chói chang tốt đẹp. Lúc đó là cây hoa sen sẽ bừng nở và tỏa ra cái hương thơm. Thì cũng vậy, mình phải tu tập từng bước, chứ không phải mình dễ dàng. Tại vì cái nhiều đời, nhiều kiếp mình bị những cái tiềm miên, những cái lậu hoặc nó bám níu, nó che án, mình không thấy được. Thí dụ như một cái đứa bé đó, cái gì thấy mấy đứa bé đó, nó thích thú với một cái món đồ chơi nào đó, thấy không? Đến nỗi mà nó ngủ mà nó cũng phải nắm cái món đồ chơi đó, thấy không? Mà quý vị mà thấy nguy hiểm, quý vị không cho nó là nó khóc, nó khóc, nó dãy dụa, nó bằng được bất cứ giá nào cũng phải đưa cho nó. Đó. Cho đến khi nào mà nó bắt đầu lớn lên rồi mà anh tự thức tỉnh, có hiểu biết. Ví dụ như mà có nhiều gia đình cho mấy đứa bé nó ngậm cái nấm vú bằng cao su đó, thấy không? Mà những đứa bé này là vì cái thói quen nó thích thú, nó dính mắt với cái này, mà quý vị mà không cho là nó không chịu. Nó khóc, nó la, nó giãy giụa dữ lắm. Thì rồi đó, ở nhà cũng có đứa cháu nó vậy đó. Phải cho nó, phải cho nó cái nấm vú, còn không là nó phải ngậm cái ngón tay cái, nó ngậm cái ngón tay cái đó, mà cho tới khi mà nó đi học, đi vô lớp lớp mà mầm lớp lá rồi đó, mà nó cũng vẫn còn, cho đến khi mà nó bắt đầu vô lớp 1 rồi đó, thì khi mà nó thấy bạn bè nó không có ai ấy vậy hết. Và tới chừng mà nó cứ lâu lâu rồi nó quên, nó cứ ngậm cái ngón tay cái, mấy bạn bè nó mới chọc nó, bắt đầu nó thức tỉnh thì nó mới từ bỏ được. Chứ còn không có làm cách gì mà nó từ bỏ đó. Tại vì sao? Tại vì cái tiềm miên này nè, nó thích thú, nó đắm nhiễm trong cái đó. Thì khi nào mà cái trí tuệ nó đủ mạnh để vượt qua thì nó vượt thoát được cái đó. Cho nên là ở trong một bài kinh mới nói về cái tội ngũ trần nhé. Ngũ trần như khúc xương không, mà con chó đói cố công gặm lì, thấy không? Đó, cái con chó nó đói rồi cái bắt đầu nó được cái khúc xương, mới sức khúc xương khô queo nhưng mà sao? Bởi vì cái đói cồn đào là nó nghĩ là cái khúc xương này là ăn, cho nên nó cứ gặm riết, nhưng mà sao? Rồi cái nước giải của chính nó tiết ra, rồi nó tưởng đâu cái trong cái vị ngọt ở trong cái khúc xương, nó nuốt cái nước giải đó, mà nó tưởng cái nước từ trong khúc xương ra, vì vô minh mà, vô minh si mê phiền não đó, thành ra là cái cứ bám lấy cái khúc xương đó mà gặm hoài, không ai đụng được. Ai mà lợi mà gỡ mà đụng tới nó là nó cắn đó. Thì những chúng sanh mà mê đắm, dính mắt một cái trần cảnh nào đó, thì giống như cái hình ảnh mà cái con chó đói mà nó
nó gặm, nó bám níu, dính mắc với cái khúc xương vậy đó nha. Thì từ đó mà chúng ta phải thức tỉnh, có sự hiểu biết để mà mình vượt thoát ra. À, tất cả những cái ngũ trần là nó vui ít khổ nhiều, à, nó đem đến những cái hậu quả khổ đau, à, không phải là trong một kiếp sống này mà đã rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên là chúng ta phải thức tỉnh, chúng ta phải tu tập, chúng ta chỉ quan sát nó, đừng có đeo bám dính mắt, không? Đó, quý vị thấy cái hoa hồng thì nó rất đẹp, nhưng mà hoa hồng thì nó phải có gai, không? Hoa hồng nó như vậy nó mới là hoa hồng, à, nhưng mà nếu mà chúng ta với trí tuệ chúng ta nhìn nó thôi, à, chứ đừng có nhào lại mà bẻ mà bám níu vô nó thì bị gái đâm xây xác, à, chảy máu, không? À, thành ra cái hoa hồng nó nở là cái chuyện của nó, bây giờ mình ngắm nó thì nó cũng nở, mà mình không thèm ngắm nó cũng vẫn nở. Sự vận hành của thế gian, của vạn pháp nó là vậy, thấy không? Mình khen nó đẹp thì là nó đẹp, mà mình chê nó xấu là nó xấu. Tại vì á, đẹp xấu là do cái mỗi cái tưởng của mỗi chúng sanh. À, mình cái người mà họ thích cái hoa hồng á thì họ khen đẹp, mình không thích hoa hồng, mình thích hoa khác, thành ra mình chê nó xấu. Chứ sự thật ra nó là nó, à, quý vị khen nó đẹp, quý vị đắm nhiễm với nó thì nó cũng thế thôi. Mà quý vị chê nó này cái nó thì nó, à, nó không thêm được chút gì mà nó không bớt gì chút gì. Nhưng mà mình phải nhìn lại cái tâm của mình, à, cái tâm của mình, cái người mà thích thú thì bám níu, à, dính mắt, ha, rồi cái bị cái gai nó đâm, à, chảy máu, ha. Còn cái người mà không thích thì xua đuổi, à, lợi đó là lấy tay mà bẻ ấy rồi nó thì sao, rồi cũng bị xây xác, à, cũng bị chảy máu, ha. Thành ra đó kệ nó. Bây giờ cái hoa nó nở không phải là vì mình mà nó nở, vì mình khen đẹp mà nó nở, rồi không phải vì mình không thích nó mà nó sẽ tàn úa. Cái quy luật của nó là vậy, à, cái quy luật tự nhiên của nó là sanh diệt, cái cảnh trần nó là như vậy, ha. Cho nên á, mình biết với cái trí tuệ, à, của tâm minh sát, biết đối tượng chỉ là đối tượng, không có đối tượng là tốt, không có đối tượng nào là đáng để cho mình đeo níu chấp thủ, mà cũng không có đối tượng nào là xấu xa để mà mình xua đuổi, mình hủy diệt nó. À, giờ mình nhìn ngắm đối tượng qua cái trí tuệ, à, qua cái minh sát tuệ để mình thấy được cái định luật tam tướng trong tất cả các đối tượng, các cái cảnh trần, à, để từ đó mà chúng ta vượt thoát ra cái sự dính mắc bám níu chấp thủ hay là xua đuổi hủy diệt, để chúng ta giữ được cái nội tâm quân bình sáng suốt với trí tuệ. Thì lúc đó đó chúng ta mới vượt thoát ra cái sự điều khiển, à, của phiền não, của khổ đau, à, đó. Cho nên là trong đời sống á, thì quý vị thấy không? Có nhiều khi những cuộc cãi giả nó xảy ra do ai cũng chấp thủ hết, à, cho nên là khi chúng ta vượt thoát ra, kệ
Tại vì cái người này họ thích cái về cái hình thể dung sắc, họ cho là cái sắc là tối thượng, người này cho là âm thanh là tối thượng, người này cho cái mùi hương là tối thượng, người này cho cái vị là tối thượng, người này cho cái sự xúc chạm là tối thượng. Ha, thì mỗi chúng sanh chấp thủ dính mắc vào một cái trần cảnh, ha, thì lúc đó sao, à, họ cãi giả, họ tranh giành nhau, thì giống như là những cái người điên, à, những cái người mà hay là cái những cái người mà người mù mà sợ một con voi vậy đó. Bởi vì mỗi người chỉ sợ được một cái cơ phận của con voi thôi, rồi dính mắc chấp thủ là cho con voi là nó như vậy. Rồi những cái người này cãi giả nhau, ha, à, cho mình là đúng, ha. Thì nếu chúng ta là người có trí tuệ, chúng ta vượt thoát ra trong cái đám mà sồ đó, mình đứng ra ngoài, à, mình lùi lại, mình đứng ra xa để mình quan sát, mình sẽ thấy được cái lời nói của Đức Phật, à, thế gian này là gì, là điên đảo. À, điên đảo đó, tại vì khi mà mình nằm ở trong cái nhóm người này đó, mình không thấy được đâu, à, nhưng mà khi mà mình lùi ra đó, với trí tuệ đó, mình lùi ra mình đứng thì mình quan sát, đúng là cái thế gian này nó là hỗn độn, nó là điên đảo, bởi vì cái sự chấp thủ dính mắc, à, vô minh của phiền não nó chi phối. À, cho nên là chúng sanh quay cuồng trong trần cảnh, à, điên đảo với những cái phiền não chấp thủ ở trong nội tâm mà đem đến cái khổ đau. À, cho nên cái mục đích mà chúng ta học hỏi tu tập để gì? Để chúng ta vượt thoát ra sự khống chế, à, dính mắc với các cái trần cảnh bên ngoài. À, qua những cái câu Phật ngôn, qua lời dạy của Đức Phật, hay là chúng ta đọc thêm qua cái Hậu Quy Ngũ, thì quý vị sẽ thấy chính mình cũng có thời gian bị trói buộc, quay cuồng ở trong những cái ngũ trần này. À, từ đó để chúng ta có cái hiểu biết, có trí tuệ để chúng ta sáng suốt hơn trong cái đời sống. À, để chúng ta, à, lần hồi, à, thoát ra giống như cái búp sen, ha, à, lần hồi thoát ra khỏi bùn nhơ, là vươn lên trong cái dòng nước trong lành, rồi từ đó mà nảy nở mà phát triển để thoát ra khỏi dòng nước, vươn mình hưởng cái ánh nắng, à, ánh sáng trí tuệ để đi đến cái sự giải thoát. À, không còn chịu cái sự khống chế, à, điều khiển của phiền não khổ đau, à, để đi đến sự giải thoát cao thượng. À, thì đó là cái ý nghĩa của câu Phật ngôn. À, qua sự tìm hiểu thì cũng có chút ít những cái kiến thức, à, xin chia sẻ đến với quý vị trong cái câu Phật ngôn này. Và giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, à, cầu mong các ngài pháp thể ca ngang, chúc tất cả quý tu nữ, quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, à, tu tập tạo được dung bồi những cái trí tuệ để cho, à, càng ngày càng phát triển, à, thoát ra khỏi những cái sự khổ đau. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, à, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch họa, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin được tâm đức cũng như mời tất cả quý vị cùng, à, thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. À, xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú. Chúng con xin kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã giảng bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ con xin kính mời bàn tay thảo luận của đạo tràng ạ. Dạ con xin kính dâng mic đến đạo tràng. Cảm ơn công Meta cho cái tín hiệu ạ.
Dạ, kính bạch sư, trong thời gian chờ đợi bàn tay của đạo tràng, con xin phép có một câu hỏi ạ. Dạ, bạch sư, ví như là có những người buổi chiều con thấy thì họ rất là dỗi, và hình như hầu như ngày nào, chiều nào họ cũng ngồi tụ tập với nhau để mà đánh bài á, thưa sư. Thì có thể là họ đánh chơi hoặc là có thể họ đánh tiền, nhưng mà họ rất là làm như là huân tập ấy, huân tập như là một cái thói quen ấy, thưa sư. Thì là con thấy là ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ đấy là họ tụ tập nhau, họ ngồi họ chơi, rồi thì họ rất là vui thú với những cái điều đó. Dạ, thì như vậy thì thưa sư, là đó là do cái nghiệp của họ thích như vậy, hay là do là họ không có sự tu tập cho nên họ cũng đến những cái chỗ đó để mà giải trí, để cho nó vui, được thỏa mãn theo cái sự thích của họ, thì như vậy thì đó là do nghiệp của họ, hay là do là họ không có sự tu tập à, thưa sư? Dạ, con xin kính dâng bát tín sư, xin chia sẻ thêm cho con về cái phần này ạ. Dạ, con kính dâng bát tín sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Không biết là quý vị còn nghe được âm thanh sư không ạ? À? Xin hoan hỷ cho một cái tín hiệu ạ. À. Dạ, cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, tiếp giữa mùa hè và hành pháp và dạ, cô Mét Ta. Là nãy giờ nó trục trặc rồi nó rớt rồi sư cũng mới vào lại. Dạ, xin quý vị hoan hỷ ha. Thì Đức Phật nói sao? Cái tâm của người á, tại vì chúng ta không có sự tu tập, cho nên cái tâm á, nó trôi lan man, nó trôi lan man, không có cái chỗ để cho nó bám, rồi á nó trôi lan man vậy đó, rồi nó gặp cái gì thì nó bám cái đấy, nghe không? Nếu mà những cái người mà họ không có sự tu tập á, thì sao? Họ chạy theo, họ bám níu những cái đối tượng xấu, nghe không? À, cái tâm mình á mà nó không có một cái đối tượng nào để cho nó dính mắt, thì bắt đầu nó tìm tới tìm tới điều này, điều tới điều kia. Ở nhà buồn quá, ở nhà buồn quá. Thôi bây giờ á là có mấy người bạn hay chơi cái trò đỏ đen nha, đánh bài nè, rồi tài xỉu nè, rồi cái gì đó, ô đủ thứ chuyện, domino rồi mặt trượt rồi ha, đó. Thì họ mới dính mắt vô những cái trò đó để tìm vui, chứ còn cái tâm mà nó rỗng rang quá, nó không có gì vui. Cái tâm phải xôn xao rồi phải hồi hộp ha, trong những cái trò đỏ đen đó, ai cũng là muốn thắng đâu à, ai cũng muốn thắng trong những cái ván bài đó mà ha. Nó có những cái cảm xúc của cái tâm hồi hộp rồi kia nọ ha, rồi kia nọ thì vậy nó mới vui nha. Đó. Cho nên chính vì những cái này đó, họ bám níu vào cái này để họ say đắm trong cái trò đó. Rồi quý vị thấy có những cái buổi chiều chiều đó, mà lúc mà cái giờ mà tan sở đó nha, cái lúc đó là sư, năm đó sư nhập hạ ở ngoài Đà Nẵng, thì sau những cái giờ tan sở, những cái quán xá, những cái nhà hàng, trời đất ơi, họ nghĩa là những cái người mà công nhân, những cái viên chức,
làm việc sau buổi chiều rồi đó, là vô những cái nhà hàng là đầy bia bọt rồi kia nọ, đủ thứ chuyện hết. À, vậy nó mới vui. Chứ bởi vì sau một ngày làm việc rồi mà mấy giờ mà về nhà, rồi ở nhà đó, thì nó không có vui. À, phải bạn bè rồi vô đó, rồi là bắt đầu say sưa, à, ăn uống rồi kia nọ. À, vậy nó mới vui. À, chính vì muốn thỏa mãn những cái trò vui đó mà chúng sanh bị dính mắc nhiễm đắm. Những cái người này mà có một cái gì đó mà ngày đó họ không có đến sòng bài, họ không đi vô quán nhậu, là họ khổ sở, họ khổ đau dữ lắm nha. Đó, cho nên chính những cái phiền não, à, khi mà nó không được thỏa mãn thì nó khổ đau. À, còn cái người mà sợ uống rượu, lâu lâu mà có đám tiệc người ta mời đi mà người ta bét ép uống là hổ dữ lắm. Nhưng mà những cái người mà họ nhiễm đắm trong cái trò vui đó rồi đó mà không có cho họ thỏa mãn thì họ khổ đau. Thấy không? Những người mà khoái cái trò đỏ đen đó, họ thích thú say đắm trong đó rồi đó, mà ngày nào mà không có cho họ đi tới sòng bài là họ bức rứt, họ khổ đau, họ khó chịu dữ lắm. Thấy không? Mà có điều kiện mà cho họ đi đến sòng bài rồi, dù cho họ ngồi họ thức suốt đêm nha, họ thấy cũng không mệt nữa nha, họ còn vui thích, họ thích trong cái đó nữa. Tại sao? Tại vì lúc đó cái si mê nó che án hết rồi, thành ra cái tâm của họ bị cuốn hút vô những cái trò đỏ đen đó nè, họ không có thấy mệt nha. Họ ngồi cả ngày cũng được, nhưng mà bây giờ mình kêu họ bắt họ ngồi tụng kinh chừng 15 phút hay là họ ngồi thiền chừng 15-20 phút thôi, họ khổ dữ lắm. Tại vì cái tâm nó không có chấp nhận cái đối tượng này mà nó hút vào cái đối tượng kia kìa. À, đó, cho nên chúng ta phải thấy rằng chính vì vậy đó mà các cái trần cảnh, chính vì vậy mà ma dương nó trói buộc chúng sanh trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. À, đó, nó đưa ra những cái miếng mồi thật là hợp khẩu vị ha. Người nào thích cái mồi nào nó đưa ra cái mồi nấy nha. Cho nên á, tại sao mà khi mà mình dính mắt vô cái mồi đó rồi, giống như cái con cá mà nó ăn cái miếng mồi của cái người thợ câu rồi đó, thì sao? Lúc đó cái người thợ câu dẫn nó đi đâu thì nó phải theo đó ha. Rồi đem lên, à, muốn bầm to sắc nhỏ, muốn kho muốn xào gì đó là tùy ý cái người thợ câu. À, thì nếu mà chúng ta không khéo tu tập, không khéo vượt thoát ra đó, chúng ta dính mắc với cái mồi câu của ma dương thì sao? Thì ma dương nó sẽ dẫn dắt mình đi, nó muốn xào, muốn nấu, muốn kho, bầm to sắc nhỏ gì lúc đó là trong tay của ma dương. À, cho nên là chúng ta phải hiểu để mà chúng ta vượt thoát ra. À, rồi đối với những cái chúng sanh đó cũng vậy. Bây giờ là họ vô minh, si mê, đắm nhiễm trong cái cảnh của họ rồi. À, có nhiều khi mình nói nó không có nghe đâu. À, đi thấy không? Những cái người mà, những cái đôi mà nam nữ, khi mà nó đắm nhiễm trong cái tình yêu rồi đó, bây giờ không có ai mà nói nó nghe hết. Không? Ai mà cản trở là nó khổ đau dữ lắm. Nó có thể chết, chứ còn mà dứt khoát là nó không có có từ bỏ cái tình yêu của nó. À, nhiều cái vụ án mà xảy ra rồi ha. Hai bên gia đình không chấp nhận cho đôi nam nữ này
nó đi đến kết hôn do vấn đề mà gia đình sao đó biết, rồi hai người tự sát, tự giận luôn. Không? Tại sao? Tại vì lúc đó là do cái si mê nó che án rồi. Lúc đó là muốn thỏa mãn cái điều kiện mà nó muốn thôi. Mà nếu mà không có thỏa mãn được thì nó sẽ hủy diệt. Cho nên lúc đó cái tâm của nó, quý vị thấy là cái trạng thái của vô minh của sẽ là gì? nó mê mờ, nó che án hết rồi. Ngoài cái cảnh của họ dính mắt, họ không thấy cái gì khác hết. Ha. Cái người mà thích về cái sắc thì họ chỉ thấy cái sắc của họ thôi. À, cái người mà thích về âm thanh là họ đắm nhiễm chạy theo cái âm thanh. À, mỗi chúng sanh do cái vô minh lầm lạc si mê nó che án, lúc đó là nó chăm chú, nó chăm vào cái cảnh, rồi nó dính mắt, bám níu, chấp thủ vào cái cảnh đó thôi. À, cho nên á, là lúc đó thì nếu mà những chúng sanh mà có gì mà mình có thể mình góp ý mình nói đó thì miễn mai, nhưng mà khó rất khó nha. À, cho nên là chúng ta phải thấy vậy, rồi sao mình thấy những cái đó để mình quay lại, mình nhìn lại chính mình nha. À, mình nhìn lại chính mình, trời ơi cũng may mắn á, cũng may mắn nhờ mình có cái duyên may bây giờ mình học được Phật pháp để mình thoát ra trong cái sự quay cuồng, trong cái sự quay cuồng si mê của trần cảnh. Bây giờ mình vượt thoát ra rồi, mình thấy gì? Mình thấy những chúng sanh mà đang quay cuồng trong đó, mình thấy kinh hãi, kinh sợ, để mình ráng cố gắng, mình nỗ lực tu tập. À, thành ra sao? Chúng ta phải từ bỏ, chúng ta có những cái đối tượng cao cả hơn. À, thay vì những chúng sanh đó họ quay cuồng trong những cái trò đỏ đen, rượu chè, cờ bạc, rồi hát hò múa, hát đồ này kia nọ, thì mình sao? Mình trở về để mình tu tập, niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, mình quán sát về thân thọ tâm pháp. Thì mình đem những cái đối tượng này nè, những cái đối tượng tốt đẹp hơn để cho cái tâm của chúng ta nó an trú, nó nương tựa vào những cái đối tượng này, để từ đó mà cái trí tuệ mình mới phát triển được. Còn nếu mà mình không có sự hiểu biết thì cái tâm mình nó chạy theo nó nhớ những cái đối tượng mà xấu xa, những cái đối tượng mà gai góc không, rồi nó dính mắt, nó bám níu, thì sẽ đem đến cái khổ đau. Cho nên là chúng ta phải thấy rằng chúng ta thật sự là có những cái phước, chúng ta có những cái nhân duyên để mà chúng ta học hỏi Phật pháp, để chúng ta vượt thoát ra những cái khổ đau, cái dính mắc chấp thủ ở trong trần cảnh là một cái hạnh phúc. Cho nên là chúng ta phải cố gắng nỗ lực phát triển cái tâm của mình, để mình dung bồi cái trí tuệ, để mỗi ngày chúng ta phải tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, và thoát ra cái mãnh lực của ngũ trần. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Lào Cai, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú, chúng con xin kính chị ân sư rất là nhiều ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ thưa sư, như sư vừa nói là do cái si mê á, thưa sư, thì khi mà ví dụ như là đôi trai gái mà họ thương nhau á, thưa sư, thì
họ luôn luôn là muốn là được sống bên nhau, mà khi đó mà có người cản trở họ thì họ sẽ không không chịu xa rời nhau mà họ lại càng mãnh liệt thêm đó. Thì cái này thì là do họ si mê, là họ muốn được thỏa mãn cái dục vọng của họ, hay là do cái nghiệp để mà họ cứ đưa đẩy như vậy thưa sư, hay là nếu như phải là nếu như mà một người tu á thưa sư, thì hai người đó mà đều là người có tu á thưa sư, thì họ sẽ có thể giải quyết được cái việc mà không được ở bên nhau đó, thì họ sẽ biết rằng là cái duyên mà nó chưa, hay là gọi là gì nhỉ như là cái duyên nghiệp và thưa sư không được đến bên nhau, thì họ có thể là họ sẽ dễ buông hơn những cái người chưa tu. Còn nếu mà những người chưa, có thể họ cứ bám víu vào cái tham ái đó thưa sư, rồi họ cứ quyết định là phải thế này phải thế kia mà không được ở với nhau, thì họ sẽ bất mãn và họ sẽ tìm đến cái tự tử đó thưa sư. Thế vậy như vậy thì đó là do cái nghiệp của họ, hay là do là họ không biết tu thưa sư? Vì là con thấy là ví dụ như có những người mà biết tu thì cũng có người có thể vượt qua được cái này, mà cũng có người cũng có thể không vượt qua được cái này thưa sư. Dạ con xin phép dâng mic kính sư để xin sư chia sẻ thêm cho chúng con. Và con cũng xin kính mời bàn tay của bạn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Thầm Thầy giả, Nam mô Sang Thầy giả. Thì cái mà những cái mà dính mắc mà luyến ái chấp thủ này á, nó có một phần từ cái quá khứ, tức là những cái ái dục, những cái ái dục vô minh từ quá khứ là nó đem đến cái hiện tại ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta trong hiện tại đó mà chúng ta có sự học hỏi, chúng ta phát triển trí tuệ thì sẽ ngăn cản được, mà ngăn cản được cái dính mắc ha. Nhưng mà vì á, vì cái vô minh trong quá khứ rồi tiếp tục vô minh trong hiện tại ha, rồi những cái tiềm miên, những cái lậu hoặc từ quá khứ đến khi mà nó gặp cái cảnh thích ý vừa lòng, nó phát triển nó mạnh á, thì nó lớn mạnh lên thì sao, nó nuôi dưỡng lại cái ái dục lậu hoặc từ quá khứ là vậy đó. Thấy không, bây giờ nè, cái cây này từ cái hạt cái hạt nó phát triển thành cái cây rồi cái cây này đó nó bắt đầu nói sao, nó có đơm hoa kết quả đó, nó ra lá ra hoa ra trái rồi đó, xong rồi đó sao, thì cái hoa trái này nhiều khi á nó đến lúc mà nó ấy rồi đó, cái lá nó rụng xuống, cái bông nó rụng xuống, cái trái nó rụng xuống, thì cái lá, cái hoa, cái trái này nè nó tạo thành cái chất phân để nuôi dưỡng lại cái cây, thì nó cũng vậy đó cái cây là vô minh ái dục trong quá khứ, rồi cái lá, cái hoa, cái trái là vô minh ái dục trong hiện tại. Ha, nếu chúng ta có duyên lành, chúng ta học hỏi, phát triển cái trí tuệ của mình, hiểu biết để lần hồi mình vượt thoát ra. Còn nếu không thì sao, mình tiếp tục quay cuồng trong cái ngũ trần, thì để thỏa mãn các căn, thì chính cái những cái ái vô minh ái trong
trong cái hiện tại này nè, nó làm cho cái lậu hoặc nó càng ngày nó càng mạnh mẽ, nó càng phát triển hơn nữa. À, cho nên á, cho nên là cái gì nó cũng vậy. À, đó. Thành ra sao? À, trong cái bài pháp cứu kinh á, cái rỉ sét á, nó từ sắc mới sinh ra. Ha. Nhưng mà khi mà cái rỉ sét này nó phát triển rồi, nó lại ăn mòn lại sắc. Đó, thì cái phiền não nó giống vậy đó. Ha. Những cái tham muốn, những cái ái dục này đó, nó từ trong cái nội tâm, những cái tiềm miên ngủ ngầm ở trong tâm á, nó sinh ra rồi nó chạy theo, nó chấp thủ, nó bám níu, nó thỏa mãn để nó phát triển lại những cái nó làm cho tăng trưởng cái vô minh phiền não, các cái lậu hoặc trong những cái kiếp sống tương lai. À, nó cứ như vậy. Nếu mà mình không có sự tìm hỏi hiểu, không có học hỏi, mình thoát ra thì mình mãi mãi cứ bị cột trói, mãi mãi bị chìm đắm trong cái sự khống chế của phiền não ngũ trần. Rồi vô minh ái trong hiện tại này nó sẽ nuôi dưỡng, phát triển, tăng trưởng thêm những cái lậu hoặc trong tương lai. Cho nên là ngay trong đời sống hiện tại này, chúng ta phải cố gắng từng bước phát triển trí tuệ để mà chúng ta lần hồi chúng ta mới vượt thoát ra. Ha, đó. Còn nếu mà mình dễ vui, mình phan duyên treo cành cảnh, mình chạy theo thỏa mãn các căn, bám níu dính mắc vào các cây ngũ trần, thì sao? Mình sẽ tiếp tục bị cột trói càng ngày càng chặt hơn trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Lầu Cai. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt A Di. Dạ, con kính chị ân sư. Công nhận là cái sức mạnh của cái này nó lôi cuốn rất là ghê. Mà khi mà trong cái tâm si ấy, thưa sư, thì không nhìn được ra vấn đề, rất là ít người có thể nhìn được ra vấn đề và giải thoát được khỏi cái sự trói buộc của nó. Dạ, con xin kính tri ân sư rất là nhiều. Con xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ, con xin răng mách với đạo tràng. Dạ, con xin kính chào sư Pháp Thanh ạ. Xin kính chào đạo tràng ạ. Dạ sư, con thấy có một số trường hợp như nghiện ma túy. Một số người lúc họ nhận biết được đó là sai. Nhưng mà cái mãnh lực, cái sức hút nó cũng quá, mà nó không, họ không thoát ra được. Thì trường hợp này thì mình gọi là vô minh thì cũng không đúng à. Mình nếu vô minh vậy thì trường hợp này như thế nào ạ? Và còn nếu trong Phật tử của con thì nếu tu tập thì tôi tu tập như thế nào mới bước đầu ạ? Để mà khắc chế được năm cái dục này ạ. Chứ còn nếu mình khắc chế mà theo kiểu đè nén thì cũng không được ạ. Dạ. Về cái phương pháp nào cho nó đúng ạ? Dạ, xin sư cho con biết ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ngài Giá. Sở dĩ mà một chúng sanh bị nhiễm đắm vào một cái trần cảnh nào đó là do không phải là một cái kiếp sống hiện tại này không,
mà nhiều đời nhiều kiếp những chúng sanh này đã nhiễm đắm trong cái cảnh trần đó rồi. Cho nên bây giờ là họ những cái lậu hoặc tiềm miên nó ẩn tàng, nó ngủ ngầm đó, rồi đến khi mà nó gặp một cái đối tượng thích hợp ha, cái đối tượng thích hợp thích ý vừa lòng đó, là nó phát triển ra, nó tràn ngập cái nội tâm người này và nó bị cuốn hút dính mắc vào cái cảnh đó ha. Bây giờ một cái người mà họ bị lôi cuốn bởi cái nghiện ngập xì ke ma túy thì sao? Không phải cái đời này họ bị cái này nó cuốn hút đâu, mà trong những cái kiếp sống quá khứ nó cũng đã từng bị rồi, cho nên những cái bám níu cái dù mình ái ái dục trong cái quá khứ nó ẩn tàng, nó thành là vô minh lậu, dục lậu, nó ẩn tàng trong đó đó. Xong cái bắt đầu bây giờ nó gặp cái cảnh này nó thích hợp, thích ý vừa lòng và nó đắm nhiễm vô đó. Rồi á, rồi sao cái cuốn hút này nó có cái mãnh liệt rất là ghê gớm, mới gọi là ma, thấy không? Ma cờ bạc, ma rượu, ma đề, ma túy, thấy không? Cái này á nó bám níu rất là mãnh liệt. Nếu mà chúng ta không có sự cố gắng nỗ lực tu tập thì không vượt thoát ra được đâu. Thành ra đó, có những người mà họ đi cai nghiện, họ đi cai nghiện rồi, nhưng mà khi mà ra khỏi cái chỗ mà cái trường cai nghiện nó trở về thường sao, họ cũng dính mắc trở lại, tại vì nó bị lôi cuốn, bị hút một cách mãnh liệt, giống như là cái thỏi nam châm mà cực mạnh mà nó hút sắc vậy đó, thấy không? Tại vì mình không có cái sự tu tập để mình vượt thoát ra, không? giống như cái người mà chèo thuyền ở trên cái dòng suối vậy đó, thấy không? Nó cứ bị cái sức cái thác nước đó, nó đổ xuống nó đẩy cứ trôi theo cái dòng chảy đó thôi. Còn nếu mà cái người mà có sự tu tập á thì sao, mình cố mình vượt thoát ra, mặc dù nó rất là khó khăn, cái khó khăn rất là lớn, nhưng mà mình cố gắng mỗi ngày một chút thì lần hồi sẽ vượt thoát ra cái sự lôi cuốn. Còn cái này, những cái người này họ không có sự tu tập, họ cứ buông xuôi theo cái bị cái lôi cuốn của cái trần cảnh. Cho nên á là không phải là hoàn toàn là họ không biết, những lúc họ tỉnh họ cũng biết chứ, nhưng mà khi mà cái cơn nghiện á, cái cơn nghiện mà nó lên rồi đó, thì cái trí tuệ của họ nó không còn nữa, lúc đó toàn là vô minh phiền não thôi ha. Bởi vậy họ mới dễ dàng phạm pháp, lúc đó vì muốn thỏa mãn cái cơn nghiện mà làm cái gì cũng làm ha. Suối bể bẫy họ, bây giờ mày làm đi, tao cho mày ít tiền đủ mua một liều, nó làm liền, giết người trộm cắp ra là bất cứ cái gì để mà thỏa mãn cái cơn nghiện của nó là nó làm. Nhưng mà có lúc thì cái trí tuệ của họ, nhưng mà nó chỉ lé sáng lên chút thôi, nó lé sáng lên chút thôi.
chứ còn nó không có đủ sức để mà vượt qua. Thì quý vị thấy rằng cái gì á, mà nó lâu cuốn á, thì cái đó là chất gây nghiện, thấy không? Nhưng mà cà phê á, thí dụ như mình dính mắt với nó, mình thiếu nó mà mình không chịu nổi á, thì nó gây nghiện. Nhưng mà kể có những người ta uống cà phê đâu phải là ta nghiện, có uống cũng được, không có uống cũng không sao, thấy không? Thì cái này nó cũng gây nghiện nhưng mà nó nhẹ. À, có người á, thì hút thuốc nhưng mà về vấn đề xã giao, gặp bạn bè trong công việc để thảo luận bàn bạc làm ăn gì đó ha. À, gặp người ta để ta mời thuốc thì mình cũng dùng để cho nó có vậy đó. Thì mình không dính mắt nó thì nó không phải là nghiện. Nha, đó, cũng vậy. Những cái chất này đó nó cũng có thể gây nghiện. Nha, nhưng mà nếu mà mình vượt thoát ra nó, à, mình không có hoàn toàn phụ thuộc, lệ thuộc vào nó, thì nó không phải là chất gây nghiện. Ví dụ, à, cái trường hợp mà bây giờ mình cũng hút thuốc, mình cũng uống cà phê đó, nhưng mà bữa nào có uống, có thôi, có cà phê bịch, cà phê gói, à, nét cà phê Vina, cà phê G7, G-Bip gì đó quyết. À, kệ, có gói uống cũng được, không có cũng không sao. À, uống miếng nước nóng cũng được, không có nước nóng uống nước lạnh cũng được. Thì như vậy thì nó không phải là nghiện. Nghiện hay không á, là do cái tâm mình. À, nếu mà cái tâm mình dính mắc, chấp thủ, à, phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, à, thì nghiện. Ví dụ như có người mà quý vị thấy không? Có người thích ăn ớt, thích ăn ớt, trong bữa cơm mà không ớt là ăn không được. Thành ra ớt nó cũng là cái chất nghiện vậy. À, nghiện cái gì? Nghiện cái vị cay, nghiện cái vị cay. À, khi mà cảm giác cái tê tê rần cái đầu đường lưỡi mình đó, cái vị cay đó, à, ăn nó mới ngon. Nha, thành ra đó, cái gì mà mình mất, mình chấp thủ, không có nó là mình chịu không nổi, nó là chất gây nghiện. À, nó là ma, chứng gì vậy đó. Nha, đó, cái người mà nghiện rượu là nghiện cái gì? Nghiện cái trạng thái mà cái tâm nó lờ đờ rồi đó, là trong người nó rần nó nóng nó sao đó ha. Họ thỏa mãn những cái cảm giác đó, mà nếu mà không có nó là họ chịu không nổi. À, có những người đó, họ nghiện rượu đến nỗi mà sáng ngủ thức dậy đó, là phải có rượu uống liền, không có là nó rung tay luôn, họ làm gì cũng được. Khi mà có thỏa mãn được cái cơn nghiện rồi đó, thì tâm của họ nó hưng phấn lên, họ làm việc mới được, ngồi đó. Thành ra đó, nghiện hay không là do cái sự dính mắc của mình. Mình dính mắc vào cái gì nó cũng là nghiện thôi đó, thấy không? À, cái người mà họ muốn cái tâm họ trầm ngắm, à, chờ cái giờ sổ số, không? Họ mua đề kia nọ đó, đó ma đề đó, đó thì sao? Họ mà không có ngày đó mà họ không có tiền mà để mà họ mua số để cái tâm của họ nó hồi hộp, nó trầm ngắm đến giờ sổ số, nó sổ ra được cái con số của họ đó, họ chịu không nổi. Bằng mọi giá, bằng cách nào mỗi ngày họ cũng có tiền để mua. Nó là cái niềm vui, nó là cái sự hy vọng,
Nó là cái nơi để mà họ dính mắc, họ bám níu, họ chấp thủ vào đó. Mà khi mà nó một cách mãnh liệt rồi thì nó trở thành cái nghiện, chứ không phải là xì ke ma túy rượu không mà nghiện. Có người họ nghiện xem hát, không có tiền mà đi coi hát, không có tiền mà đi vô mấy cái vũ trường rồi này kia, nó là họ khổ đau dữ lắm. Thì có cái đó, hình thức đó cũng là một cái cách nghiện. Có người thì nghiện xem phim, không có là họ chịu không nổi. Thành ra cái gì mà nó xâm chiếm, nó chế ngự, nó điều khiển, nó cuốn hút cái nội tâm chúng ta ở trong cái cảnh đó đó, mà chúng ta không thể nào thoát ra được, thì cái đó là nghiện. Chứ không phải chỉ kem tí rượu chè không, mà tất cả các cái cảnh trần sắc thân vị xúc, cái nào mà nó, Đức Phật nói ra, nó hoàn toàn nó cuốn hút ha. Đó giống như gọi là cái bọt lưu đó, cái dòng xoáy ở trên sông, ở ngoài biển đó, nó cuốn hút những cái vật thể nào mà bị vô cái tầm ảnh hưởng của nó rồi sao, nó nhấn chìm xuống dưới đáy. Thì cái đó, trạng thái đó là gọi là nghiện. Bất cứ cái nào, chứ không phải riêng một cái nào hết. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu vậy. Cái người nghiện đánh bài, đừng có chê mấy nghiện rượu, mấy nghiện xì ke ma túy. Mình cũng bị nghiện, mình cũng bị ma dương nó điều khiển, nó lôi cuốn. Chừng nào mà mình vượt thoát ra, mình không có dính mắc bất cứ một cái nào, thì mình mới nói là mình hết bệnh. Chứ còn tất cả chúng sanh đang bị quay cuồng, bị cuốn hút, bị nhấn chìm trong các cảnh trần thì sẽ đau khổ giống nhau. Thì xin giải thích cái hành pháp và tiết giữa mùa hè. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thứ, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin được dâng bách lên đạo tràng, kính mời bàn tay của đạo tràng thảo luận. Dạ alo, dạ sư cho con hỏi một câu nữa ạ. Dạ. Như mới nãy sư nói thì như tất cả các ngũ căn của mình đều do cái thần ý là chính. Vậy thì mình trong quá trình tu tập của mình thì mình kiểm soát ý như thế nào? Vì thực chất tụi con bên ngoài bình thường thì những năm căn đó nó rất cuốn hút. Mình tu tập như thế nào để mình có kiểm thể kiểm soát được nó ạ? Từ từ nhận biết và kiểm soát được nó, chế ngự được nó ạ? Dạ. Chứ ngay khi vừa nhìn thấy cái gì đó đẹp nữa, nó thấy em thích liền rồi chưa không nhận biết. Dạ. Nó trường tâm mình dễ bị cuốn trôi lắm ạ. Dạ. Sư giải thích cho con biết ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Thì cái tâm mình á, khi mà mình chưa có sự tu tập á, thì gọi là nó lan man, nó lan man, nó hoang vu, nó trôi lăn, nó chạy về quá khứ,
Nó suy tính tương lai, rồi nó chạy theo, nó bám đuổi sắc hoặc thinh vị hoặc xúc nha. Đó, bây giờ á, thay vì để cái tâm nó trôi lan man ha, nó bám níu theo những cái đối tượng xấu xa gây khổ đau, thì bây giờ mình tập giống như cái con khỉ con dượng tối ngày nó cứ chiên hết cành này cành khác ha, con ngựa nó chạy hết đồng cỏ này qua đồng cỏ khác, nó lan man vậy đó. Bây giờ mình phải tập nó lại bắt đầu mình dụ nó nhưng mà lúc đầu là nó lồng lộn, nó quậy, nó phản ứng dữ dội lắm ha. Nhưng mà từ từ mình kiềm chế nó thì sao, mình phải cho nó một cái đối tượng nào đó ha. Thân thọ tâm pháp đó, để gì, để từ từ mình tập để cho nó trú lại trên cái đối tượng đó ha. Hay là cái chiếc thuyền ấy, cái chiếc thuyền hồi đó giờ nó trôi lan man ở trên biển, nó trôi lan man theo cái dòng chảy của dòng sông ha. Bây giờ cái gì, muốn cái chiếc thuyền nó trụ lại thì phải có cái neo để giữ nó hả. Thì sao, thì mình dùng một trong các cái đề mục này để giữ cái tâm mình á bớt trôi ở trên cái dòng chảy, cái dòng tâm thức hả. Mình trú vào cái những cái chuyển động của thân hoặc là những cái cảm giác nó đang diễn ra, hoặc là các cái trạng thái của tâm mình nó đang suy nghĩ, đang tính toán, nó đang vui, đang buồn, hay là nó đang ở trạng thái quân bình ha. Các pháp nào nó đang sinh khởi tham sân, hay là cái trí tuệ mình biết các cái pháp nó đang diễn ra như thế nào, nó sanh, nó trụ, nó diệt gì đó ha. Mình chú vào trong những cái đề mục thích hợp để lần hồi cái tâm mình nó bớt chạy ra bên ngoài, nó bớt trôi lăn phan diên theo cái trần cảnh đó. Thành ra sao, thành ra Đức Phật mới nói là mình phải tự xây hòn đảo cho mình. Bây giờ mình phải tạo dựng cái hòn đảo để cho cái tâm mình nó trú lại trên cái dòng chảy của dòng sông của biển ha. Nó có nơi nó trú cho nó an ổn, còn không á là nó cứ chạy lan man hết đầu trên xóm dưới, hết đầu gành cuối bãi nha. Đó, thành ra đó thì mình phải tu tập, nhưng mà lúc đầu thì rất khó là sao, tại vì á cái trớn của nó, cái quân tập, cái thường cảnh của nó hàng ngày nó như vậy. Bây giờ mình muốn đem lại nha, mình muốn đem nó lại thì nó có sự cản trở cái chướng ngại nó sẽ ra. Nhưng mà lần hồi mình đòi hỏi cái sự kiên trì nỗ lực thực hành sự kiên trì nỗ lực của trí tuệ, của chánh niệm lần hồi chúng ta mới phát triển được. Chứ còn bình thường bị gì, mình thả lỏng nó quen rồi nó rong ruổi trên trời dưới biển, đầu gành cuối bãi vậy đó, nó quen rồi. Bây giờ mình bắt nó mà mình giữ nó một chỗ là nó lồng lộn nó chịu. Nhưng mà cố gắng mà mỗi ngày, mỗi một phút giây mà chúng ta sống với trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác chúng ta sẽ dung bồi cái sức mạnh của
cái thức tỉnh trong hiện tại. Cứ mỗi một giây phút chúng ta thực hành, mỗi giây phút chúng ta thực hành, chúng ta biết nó chạy đi, mình đem nó trở về. Nó chạy đi, mình đem nó trở về. Tại vì cái sinh hoạt của nó vậy đó. Cứ mình niệm niệm hồi cái tâm mình nó phóng, nó chạy đi, biết đem nó trở về. Cứ nó chạy đi, mình đem nó trở về. Tại vì cái tâm nó là vậy à. Chứ còn mình bắt nó ở yên một chỗ, nó chưa có chịu đâu. Chỉ trừ ra đến các bậc thánh, các bậc thánh lậu tận, thì lúc đó cái tâm nó mới hoàn toàn, cái diệt trừ tất cả các vô minh, thì lúc đó mới có cái sự chánh niệm, trí tuệ liên tục. Thành ra chúng ta muốn đạt được thì bây giờ mình phải nỗ lực, nỗ lực từ cái phàm phu, rồi lần hồi mình phải phát triển đến các bậc thánh hữu, rồi từ thánh hữu học mới đạt đến cái mức cao tột, diệt trừ tất cả vô minh phiền não, mới đạt đến thánh lậu tận. Lúc đó thì mới có cái sự chánh niệm trí tuệ liên tục. Thì xin giải thích cái hành pháp. Thành ra chúng ta ngay trong đời sống này chúng ta phải phát triển, mặc dù nó rất là khó khăn, nhưng mà nếu chúng ta kiên trì, tinh tấn và nỗ lực thực hành thì chúng ta cũng sẽ đạt được, đạt đến những cái điều kiện tốt đẹp, an vui, đạt đến các cái tầng thánh hữu học và sẽ đi đến cái sự giải thoát. Xin giải thích cho pháp hành và chúc pháp hành nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con xin kính tri ân sư. Con xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Thưa sư, cho con xin phép được hỏi câu này ạ. Thưa sư, khi mà ví dụ như là mình thích một cái gì đó thì trong lúc đó thì nó đã lôi cuốn mình, nhưng mà cái cảnh bên ngoài nó lại rất phù hợp để cho mình đến cái chỗ đó. Ví dụ như là những người thích chơi đá gà chẳng hạn, thì sẽ lại rất là nhiều những cái người bạn của những cái trò chơi đấy, họ cứ lôi kéo ví dụ như đôi khi bảo hôm nay mưa thôi ở nhà không có đi, thì nhưng mà trong cái đó lại có những người bạn cùng cái sở thích đó, họ lại gọi đi á, thì đó có phải là cái duyên để mà cho mình cứ bị cuốn vào đấy không ạ? Như là cũng có những cái mà hay là như những cờ bạc hay tất cả những cái gì đó mà cái sự vui thú bên ngoài ấy, thưa sư, thì do là một phần mà do cảnh bên ngoài nữa, họ cứ lôi cuốn đôi khi mà muốn dừng lại cũng không có được, họ cứ rủ dê đó. Thì như vậy thì có phải là do là cái duyên gì đó để mà cho mình lại cứ bị lấn sâu vào đấy không, thưa sư? Con xin kính đăng mạnh đến sư. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sanh Thầy. Thì ở đời ta nói đồng thinh thì tương ứng, mà đồng khí thì tương cầu, thấy không? Mấy cái người mà nghiện rượu á thì sao? Nó tìm mấy cái người mà đồng bọn đi đó, mấy người mà thích uống rượu. Cái người mà nghiện ngập xì ke ma túy thì nó đi tìm mấy bạn nghiện ngập. Cái người mà thích cờ bạc đỏ đen thì đi tìm mấy người cờ bạc đỏ đen. Cái người mà họ thích đá gà thì nó nghe ngóng, nó tìm kiếm mấy người nào mà thích để gì, nó rủ rê với nhau. Nó vậy đó. Thành ra cái
tục ngữ thế gian đó, ngu tầm ngu, mã tầm mã, phải không? Quý vị thấy có bao giờ mà bầy ngựa mà đi chung với đàn bò đâu? Con ngựa thì nó phải tìm cái đàn của nó trở về nha, chứ không bao giờ mà đi chung với cái bầy bò được, nó không hợp, thấy không? Đó, thành ra nó là như vậy. À, rồi sao? Cái tâm tánh á, chúng sanh á, họ một mình họ xấu không có chịu, họ muốn rủ rê những người khác có đồng bọn với nhau, ha. Họ nghiện thuốc, một mình nó đâu có chịu, hút mình nó không có vui, ha. Bắt đầu rủ rê, mới bắt đầu á, hồi mà còn ở ngoài đời, hồi lúc mà mới vừa nghỉ học bắt đầu đi làm, đi vô cơ quan rồi làm thì sao? À, bắt đầu là mấy người bạn rủ rê mình hút, ha. Họ đưa cho mình hút. Tại vì sao? À, họ hút mà mình không hút, họ không chịu được. À, mình phải cũng dính vô đó. Vậy đó. À, để chi? À, ai cũng vậy, ai cũng hút hết chứ đâu phải riêng mình tôi. À, đó. Bắt đầu nó lôi cuốn mình. Rồi tới chừng mà mình nghiện rồi đó, mà mình lại mình xin nó điếu thuốc rồi, bắt đầu nó đâu có cho. À, đó. Thành ra mình phải biết. À, mình phải biết để mà từ từ mình xa lánh thôi. Kể khi nào cần thiết thì mình cũng làm một chút, nhưng mà mình không dính mắt. À mình sẽ thoát ra được. Thành ra khi mà phải từ bỏ, khi mà đi tu em bỏ cái một trong bình thường á, không có dính mắt với nó rồi. À, lâu lâu ở sở làm, ở cơ quan rồi thì mình xã giao bạn bè rồi cái nọ, mình không hút với người ta thì không được. À, nhưng mà mình không có tấm nhiệm. À, vậy đó. Chứ còn á, ở đời nó lôi cuốn. À, nó lôi cuốn, thấy không? Ở trường cai nghiện mấy năm trời, nhưng mà về nhà rồi đó là bắt đầu là nó tìm tới, nó lần la tới, bắt đầu nó rủ rê, nó lôi cuốn. Tại có những người họ nghiện thuốc mà họ bỏ không được, ha. À, bỏ không được là không được. À, chứ đừng nói gì tới cái xì ke ma túy. À, bị sao cái tại tôi bỏ được mấy ngày rồi chứ, mà tại nó cứ theo, nó rủ rê hoài rồi thôi tôi hút lại cho vui. À, nhưng mà sao, nhưng mà vì cái dính mắc, cái tham muốn ở trong tâm mình đó, mà mình bỏ không được, thấy không? À, uống rượu say xỉn té lên té xuống, ói tới ói lui vậy. Nhưng mà thầy bỏ rượu á, thầy kia này bỏ rượu, nhưng mà hả, bắt đầu mà chiều mà không có ai rủ rê là thấy buồn rồi đó. Mà vừa nghe có người lên tiếng một cái là đi uống liền, rồi cái đổ thừa. À, tại tụi nó rủ rê tôi đó chứ không phải là tự nhiên mà tôi đi uống, mà tại tụi nó rủ rê. Nhưng mà mình không thấy là tại cái tâm của mình, tại cái tâm của mình nó bị cuốn hút, nó bị nhiễm đắm trong cái trần cảnh đó, thấy không? Cho nên cái kia đó là cái nhân nó có sẵn rồi, cái duyên nó đưa đến thì nó mới hợp nhau. Chứ còn nếu mà cái nhân nó không có, cái duyên nó đến thì nó cũng rất quất à, thấy không? Hai người này tại vì quá khứ cũng có cái nhân, à, cũng thề thốt, thề non hẹn biển, cái luyến ái ở trong quá khứ nó cũng mãnh liệt lắm. Cho nên kiếp hiện tại này, à, khi mà cái nhân nó có rồi, cái duyên nó đưa đẩy hai người gặp nhau,
là bắt đầu cuốn hút nhau này, dính liền. Chứ tại sao mà cái anh chàng kia, cái cô nọ không bị, mà bị cái anh chàng này, cái cô này, thấy không? Cái nhân nó có, cái duyên nó đưa đến thì nó sẽ ráp với nhau, nó cuốn hút với nhau, thấy không? Đó, thành ra mình hiểu thì họ là biện luận, bao biện, bao che cho những cái ấy của họ, chứ cái gì nó cũng có nhân, có duyên hết nha. À, nếu mà không có nhân, à, hoặc là duyên nó không có thì cái pháp nó không hiện khởi. Do có nhân, à, do có duyên thì điều kiện ắt có đầy đủ, pháp nó hiện khởi. À, chúng ta hiểu như vậy đó. À, xin giải thích cái thắc mắc của các nguồn Lào Cai. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con xin thành kính tri ân sư ạ. Sư ơi, sư cho con đọc bài câu hỏi của chị Tuyết giữa mùa hè ạ. Còn có mấy phút nữa con đọc nốt câu hỏi này, cần kính mong sư chia sẻ cho chị ạ. À, thưa ngài, khi buồn tâm bị rúng động là điều dĩ nhiên, nhưng khi vui tâm hoan hỷ chẳng hạn quá, hoan hỷ trong lễ vê sắc tâm hoan hỷ cũng là tâm rúng động, xin ngài chỉ dạy cho chúng con ạ. Dạ, con xin kính dâng mắt lên ngài. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì cái tâm của chúng ta đó, khi mà nó gặp một cái cảnh thích hợp, mà nó sẽ bị cuốn hút, nó dao động, à, nó vui mừng, hớn hở, à, vì cái gặp cái cảnh mà thích ý vừa lòng. Rồi nó gặp mà cái tâm, cái cảnh mà trái ý nghịch lòng thì nó khổ đau. À, đó, cho nên á, chúng ta thấy rằng hai cái mà gặp cái cảnh mà thích ý vừa lòng á, cái tâm nó dao động. Mà cái khi mà gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng, nó rực rãi, nó khổ đau, thì cái tâm nó cũng dao động. Thấy không? Cho nên á, khi mà chúng ta gặp cái cảnh mà thích ý vừa lòng, mình biết cái cảnh này á, rồi nó cũng hết, nó sanh rồi nó diệt. Thấy không? Mình giữ được cái tâm quân bình. Rồi khi mà mình gặp cái cảnh mà trái ý nghịch lòng, mình biết à, cái này là nó không có trường tồn, à, nó cũng sanh rồi diệt, à, để mà chúng ta mới giữ được cái quân bình, chúng ta quan sát đối tượng, ha. Khi mà mình gặp cái cảnh mà huy hoàng tốt đẹp, à, ha, mình cũng đừng có bám đuổi dính mắt theo, mà mình gặp những cái cảnh hải hùng kinh sợ, à, mình cũng đừng sợ hãi, tại vì nó là những cái cảnh nó sanh rồi nó diệt. À, có những cái là do cái tưởng của mình nó vẽ vời ra, à, đó, chứ không hoàn toàn không có cái gì mà bền vững, không có gì tốt đẹp, à, không có gì trường tồn. Tất cả các sắc, các cảnh trần nó sanh rồi nó diệt. À, thì khi mà chúng ta có cái sự thực tập thực hành, à, với cái trí tuệ chánh niệm tỉnh giác, thì mình sẽ giữ tâm quân bình trước các đối tượng, à, dù đối tượng thích ý vừa lòng, mình cũng không có vui mừng bám níu theo, mà gặp cái đối tượng trái ý nghịch lòng, à, những cái đối tượng bất tội nguyện, mình cũng không có rực rãi bực bội, à, để mà xua đuổi quỷ diệt đối tượng, ha. Mình giữ cái trạng thái trung trung
cái tâm quân bình sáng suốt, thì mình mới thấy được cái tính chất của cái định lực tam tướng vô thường. Tất cả các đối tượng rồi cũng sẽ thay đổi, và nếu mà chúng ta bám níu vào cái đối tượng mà thích ý vừa lòng thì cũng khổ đau, mà nếu mà mình xua đuổi, mình rực rãy thì tâm cũng dao động khổ đau. Thì cũng vậy, có những người bị gì, họ mong cầu quá mà họ sống trong cái trạng thái mà thiếu thốn bần cùng, ha, họ mong muốn họ trúng được một cái số tiền lớn, ha, rồi cái bắt đầu cái lúc đó mà họ bỗng nhiên mà cái phước nó đến á, họ trúng được một cái khoản tiền rất là lớn thì sao, làm cho cái tâm của họ nó bị chấn động, nó bị dao động một cách mạnh mẽ quá mức, mà khi mà cái tâm mà nó chấn động mạnh mẽ thì nó làm cho cái thân cũng bị chấn động theo. Lúc đó cái tâm mà nó bị chấn động lên đến tột đỉnh thì nó cũng làm cho cái sự chấn động ở trong cái thân nó cũng mạnh mẽ lên. Có nhiều khi nó mạnh quá mức, nó dở các cái mạch máu, nó đi đến chết. Cái sân hận á, nó cũng làm cho cái tâm mình chấn động, cũng có nguy hại đến thân.